Xin chào tất cả các em. Bây giờ cô sẽ cùng với các em đi giải bài 19 trang 47 sách giáo khoa toán 8 tập 2. Ở bài 19, đầu bài yêu cầu chúng ta đi giải các bất phương trình theo quy tắc chuyển vế ý A x trừ 5 lớn hơn 3, ý B x trừ 2x nhỏ hơn âm 2x cộng 4, ý C âm 3x lớn hơn âm 4x cộng 2 và ý D x cộng 8x cộng 2 nhỏ hơn 7x trừ 1. Thì ở đây chúng ta sẽ áp dụng các quy tắc chuyển vế để tiến hành giải bất phương trình. Thì các em lưu ý đó là khi chúng ta chuyển vế các hạng tử thì nhớ phải đổi dấu của các hạng tử nhé. Rồi, vậy đầu tiên là bài 19 ý A này. Chúng ta có bất phương trình, đó chính là x trừ 5 lớn hơn 3, đúng không? Tiến hành chuyển vế thì cô sẽ đưa về các giá trị x về một vế và các hạng tử tự do về một vế. Vậy thì ở đây cô sẽ được bất phương trình tương đương, đó chính là x sẽ lớn hơn 3 cộng 5. Vì chúng ta chuyển âm 5 từ vế trái sang vế phải, lên lúc này chúng ta đã đổi dấu, tức là âm 5 đổi thành dương 5 rồi. Vậy thì x sẽ lớn hơn 3 cộng 5, tức là lúc này chúng ta tương đương với x lớn hơn 8. Rồi, sau khi tìm được x lớn hơn 8 rồi thì các em sẽ kết luận. Vậy tập nghiệm. Của bất phương trình lúc này sẽ là S của chúng ta bằng tập hợp các giá trị x sao cho x lớn hơn 8. Rồi, tương tự như vậy, đối với ý B, chúng ta cũng có bất phương trình, đó chính là x trừ 2x sẽ nhỏ hơn âm 2x cộng 4. Ở đây thì cô sẽ tiến hành chuyển âm 2x từ vế phải sang vế trái. Lúc này bất phương trình của cô được, đó chính là x trừ 2x sẽ cộng với 2x nhỏ hơn 4. Cô tiến hành thu gọn bất phương trình. X trừ 2x cộng 2x, âm 2x cộng 2x thì hết, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta chỉ còn x nhỏ hơn 4 thôi. Và khi đã tìm được x nhỏ hơn 4 rồi thì các em sẽ kết luận. Vậy tập nghiệm của bất phương trình lúc này sẽ là S bằng tập hợp tất cả các giá trị x với x nhỏ hơn 4. Rồi, tương tự như vậy, ở các ý C và D thì chúng ta cũng có ý C này. Các em có đó là âm 3x thì lớn hơn âm 4x cộng 2. Ở bất phương trình này thì cô sẽ tiến hành chuyển âm 4x từ vế phải sang vế trái và đổi dấu thì cô sẽ được, đó chính là âm 3x cộng 4x sẽ lớn hơn 2. Rồi, tương đương với này, âm 3x cộng 4x tức là x, đúng không, lớn hơn 2. Vậy đến đây các em sẽ kết luận. Vậy tập nghiệm của bất phương trình lúc này sẽ là tập S gồm các giá trị x sao cho x lớn hơn 2. Ở ý D thì chúng ta có 8x cộng 2 nhỏ hơn 7x trừ 1. Ở đây thì cô sẽ tiến hành chuyển các hạng tử chứa biến sang một vế và các hạng tử tự do sang một vế. Cô sẽ chuyển 7x từ vế phải sang vế trái và đổi dấu này. 2 từ vế trái sang vế phải này. Chuyển vế lúc này cô sẽ được bất phương trình mới tương đương, đó chính là 8x trừ 7x sẽ phải nhỏ hơn âm 1 trừ 2. Và tương đương với 8x trừ 7x thì là x sẽ phải nhỏ hơn âm 1 mà trừ đi 2 thì sẽ là âm 3. Vậy thì lúc này bất phương trình của chúng ta tương đương với x nhỏ hơn âm 3. Rồi các em sẽ kết luận. Vậy tập nghiệm của bất phương trình sẽ là S gồm các giá trị x sao cho x của chúng ta là nhỏ hơn 3. Rồi, vậy là đến đây sau khi áp dụng xong quy tắc chuyển vế thì cô đã cùng với các em giải xong bài 19 trang 47 sách giáo khoa toán 8 tập 2.